Thưa quý vị, chiều nay 19 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ các nước Hà Lan, Hungary, Australia, Luxembourg trình quốc thư. Tiếp đại sứ Vương quốc Hà Lan Ki Van Ba nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các hoạt động thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước và mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi các cấp, phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Trên cơ sở đối tác toàn diện, Chủ tịch nước mong muốn Hà Lan đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ cảng biển mà Hà Lan có thế mạnh. Hai bên cần nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỷ đô la Mỹ, phối hợp triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và cho biết Việt Nam ủng hộ Hà Lan ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026. Tán thành với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về các lĩnh vực cần đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Ki Van Ba cho rằng quản lý nước, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên. Ông cũng mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư hai nước, thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Hungary tại Việt Nam, bà Lokdi Tibo trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu và hợp tác nhiều mặt hơn 70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1950. Đánh giá cao Hungary đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam với cam kết 440 triệu euro. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hungary tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Đại sứ Lokdi Tibo bày tỏ vui mừng vì được trải qua nhiều cương vị công tác ngoại giao tại Việt Nam kể từ năm 2003 và nay là đại sứ. Trong thời gian đó, ông luôn nhận được tình cảm, sự hỗ trợ quý báu của lãnh đạo, các cơ quan chức năng và người dân Việt Nam. Đại sứ mong muốn thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, giao lưu nhân dân, trong đó có việc hoàn thành và trình chiếu bộ phim về tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Hungary, đồng thời xúc tiến các hoạt động hợp tác thương mại đầu tư. Tiếp đại sứ Australia Andrew John Lake Gosnowski trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Australia, đối tác cung cấp vaccine ngừa COVID-19 lớn thứ hai cho Việt Nam với 22,2 triệu liều và vừa công bố hỗ trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Chủ tịch nước vui mừng về việc Trung tâm Việt Australia đã được thành lập tại Việt Nam với nhiều người Việt Nam đang học tập sinh sống tại Australia. Chủ tịch nước cho rằng đây là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước, mong muốn Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và đơn giản hóa thủ tục cho các sinh viên Việt Nam quay lại học tập tại Australia. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Australia cho biết Australia mong muốn nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, cùng với thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực. Đại sứ mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước sâu sắc hơn trong lĩnh vực y tế. Tiếp đại sứ Luxembourg Patrick Hemmer trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn ưu tiên tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Luxembourg trong tổng thể quan hệ với Liên minh châu Âu EU. Chúc mừng Luxembourg trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Luxembourg ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đại sứ Luxembourg Patrick Hemmer bày tỏ vui mừng mối quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp gần 50 năm qua. Đại sứ bày tỏ tán thành với Chủ tịch nước về việc thúc đẩy kim ngạch và đầu tư song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế xanh. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Luxembourg ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024 của Liên Hợp Quốc. Đại sứ cho biết Luxembourg sẽ ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường tìm kiếm đối tác, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy bản sắc đối ngoại và ngoại giao Hồ Chí Minh, quán triệt nghiêm túc và luôn bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị đối ngoại toàn quốc, tinh thần của chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, công tác ngoại giao kinh tế phải được triển khai bài bản, toàn diện hơn. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam,
tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa đối ngoại và ngoại giao thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới. Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn, đột phá, sáng tạo trong công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, chắc chắn, thận trọng, kiên định mục tiêu và chân thành, khiêm tốn. Trong đó, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, phát huy tiềm năng các thị trường đối tác FTA, mở rộng thị trường sang một số khu vực mới. Và các ông chí là tai mắt của đất nước, tai mắt của Đảng, của nhà nước, của nhân dân, thì các ông chí cũng tiếp tục tổng kết, theo dõi, rồi tăng cường tìm kiếm cái đối tác kết nối các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, đặc biệt là các cái lĩnh vực mới như là chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Đấy. Thì đề nghị là các đồng chí tìm kiếm các cái đối tác để phát triển cái ngành dược của Việt Nam. Chúng ta dược liệu thì rất phong phú và rất đa dạng. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tranh thủ mọi cơ hội để thu hút nguồn lực bên ngoài cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cùng với đó, các cơ quan đại diện cần coi trọng công tác nghiên cứu, dự báo, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, từ đó tham mưu, đề xuất với các bộ ngành và chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với sự chung sức đồng lòng của ngành ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay, ngày làm việc thứ nhất phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong phiên khai mạc buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp tháng 9 diễn ra trong thời gian ngắn với 5,5 ngày nhưng có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những dự án luật được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, đa số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh dự án luật. Dự án luật đã bỏ loại trừ không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác để mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật giá sửa đổi. Với dự luật sửa đổi lần này, Chính phủ đề xuất tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu vì cho rằng cần thiết, trong khi một số ý kiến lại cho rằng việc lập quỹ bản chất là sự can thiệp của nhà nước. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá cụ thể. Hôm nay, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai. Qua công tác kiểm tra, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực, tăng cường vai trò trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị, chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế tham nhũng tiêu cực. Đại tướng Tô Lâm lưu ý tỉnh Gia Lai chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định. Cũng trong ngày 19 tháng 9, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ tỉnh ủy Kon Tum đã báo cáo đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cũng đưa ra một số biện pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về một số nội dung quan trọng khác. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai xây dựng gói thầu XL01 thuộc tuyến nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đi qua địa phận tỉnh Lào Cai. Tuyến kết nối đoạn từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn được đầu tư với quy mô cấp 3 miền núi. Tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng mặt đường 6m, bề rộng nền đường 9m, tổng giá trị hơn 474 tỷ đồng, thời gian thi công trong 30 tháng. Đây là một trong những dự án hiện thực hóa nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Việc xây dựng hệ thống giao thông kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó có tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sẽ góp phần tạo động lực phát triển tiềm năng về du lịch, văn hóa, khoáng sản tại vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định số 65/2022 của Chính phủ sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích. Những điểm mới của Nghị định số 65 đã được Bộ Tài chính giới thiệu trong buổi họp báo vào chiều nay 19 tháng 9. Nghị định số 65/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020 với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là yêu cầu trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành. Theo đó, khi vi phạm phương án phát hành hoặc vi phạm pháp luật, doanh nghiệp phải mua lại trước hạn bắt buộc, phải có công bố thông tin về khả năng bảo đảm thanh toán, báo cáo kiểm toán tình hình tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn theo mục đích phát hành đã được công bố. Bổ sung quy định tài sản bảo đảm của trái phiếu phải được định giá và đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định 65/2022 được ban hành hướng tới việc tăng cường quản lý, giám sát liên thông giữa lĩnh vực thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, khắc phục bất cập trên thị trường thời gian vừa qua.